Đỏ mặt khi uống rượu là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe. Đỏ mặt khi uống rượu bia là hiện tượng phổ biến ở người châu Á, thường được xếp vào biểu hiện cho thấy người uống đã say, hết mình với anh em. Khác với quan điểm thông thường rằng uống bia rượu thì đỏ mặt là chuyện thường tình, dấu hiệu này thực chất cho thấy người uống mắc hội chứng đỏ mặt do bia rượu. Tại sao cứ uống rượu bia là bạn bị đỏ mặt? Khi uống đồ có cồn như rượu bia, cơ thể sẽ phân giải cồn nhờ hai enzyme Alkanhanze hydronase, chuyển hóa cồn thành Astaxanthin 2. Astaxanthin 2 dehydronase, gọi tắt là ALDH2, nó có chức năng chuyển Astaxanthin 2 ở trên thành các chất không độc hại với cơ thể. Vì khác biệt trong hệ gen, 80% người châu Á có các enzyme đầu tiên Alkanhanze hydronase hoạt động hiệu quả. Cồn được chuyển hóa rất nhanh, hơn 100 lần so với tốc độ trung bình. Đó là lý do bạn chỉ bị say nhẹ hoặc vẫn rất tỉnh khi uống bia, rượu. Nhưng phần đông người châu Á có biến thể gen bất lợi, khiến enzyme thứ hai ALDH2 hoạt động không hiệu quả. Khi Astaxanthin 2 tồn tại lâu hơn trong máu, làm mạch máu giãn nở, da mặt người uống chuyển đỏ. Đây chính là hội chứng đỏ mặt do bia rượu. Đỏ mặt khi uống rượu bia có nguy hiểm không? Bản thân hiện tượng đỏ mặt không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nhưng nếu bạn mắc hội chứng đỏ mặt, bạn sẽ có nguy cơ cao hơn mắc một số loại bệnh và ung thư. Chất Astaxanthin 2 không được cơ thể phân giải hiệu quả sẽ gây hại cho sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Gây viêm tại gan, đường ruột non, tăng nguy cơ loét dạ dày, ung thư thực quản, dạ dày, tăng huyết áp, tổn thương cơ tim, tăng nguy cơ bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer, tổn thương gen. So sánh với người có enzyme ALDH2 hoạt động bình thường và người hội chứng đỏ mặt, khi uống từ 2 lon bia trở lên trong một ngày, thì người có hội chứng đỏ mặt sẽ có nguy cơ ung thư thực quản gấp 10 lần so với người bình thường. Từ bỏ rượu bia không dễ, nên bạn có thể điều tiết lượng rượu, bia để bảo vệ sức khỏe bằng cách uống hoặc nhấp từ từ, tránh uống ừng ực một lượng lớn bia rượu trong thời gian ngắn. Uống chậm cũng sẽ giúp bạn duy trì ý thức, hạn chế uống quá nhiều. Uống nhiều nước lọc, nước hoa quả, giảm nguy cơ bị mất nước do cồn cũng như giúp cơ thể bạn bớt đau mỏi, mệt nhọc vào ngày hôm sau. Luôn ăn trước khi uống, thức ăn trong dạ dày sẽ làm chậm quá trình hấp thụ cồn, từ đó giảm các tác động xấu của bia rượu với cơ thể như rối loạn nhịp thở, say lảo đảo, ngộ độc. Hiểu nguy cơ hội chứng đỏ mặt do bia rượu và các kết quả hữu ích khác về khả năng thải độc, nguy cơ sức khỏe qua giải mã gen sẽ giúp bạn điều chỉnh lối sống, xây dựng những thói quen lành mạnh để luôn khỏe mạnh và hạn chế bệnh tật trong tương lai. Nội dung video xin được dừng ở đây. Xin chào và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Đăng ký kênh để cập nhật video mới hàng ngày bạn nhé.